Xin chào anh em mình là Kiên chuyên review đồng hồ chính hãng rất vui khi được gặp lại anh em mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Thụy Sĩ như là Hublot, Rolex, Omega, Patek Philippe hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ long jean mình vừa mới về và em này của mình sẽ với tình trạng lướt full set đầy đủ full hộp sổ thể phụ kiện bảo hành đi kèm theo ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cho đồng hồ long jean. đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về chiếc đồng hồ này Sơ qua một chút về phần sổ thẻ phụ kiện đồng hồ thì ở đây mình sẽ có đó chính là phần hộp giấy phía bên ngoài, phần hộp gỗ phía bên trong, quyển sổ hướng dẫn sử dụng. Với Longin thì tất cả những dòng máy đều sử dụng quyển sổ này anh em nhé. Và có thêm một quyển sổ nữa là một quyển sổ rất là nhỏ thôi, nhưng hầu hết thì sẽ là cùng sử dụng quyển sổ này. Ở trong quyển sổ này thì mình sẽ có được tên tất cả những dòng máy mà Longin từng sử dụng cùng với cả những thứ tiếng được in ra giúp cho anh em trên toàn thế giới có thể chơi cũng như là trải nghiệm dòng máy đồng hồ Longines. Tiếp theo nữa đây thì mình sẽ còn có thêm cái thể bảo hành toàn cầu cho nó này. Nếu như anh em lấy thì mình sẽ bảo hành cho anh em là 2 năm tính từ thời điểm anh em lấy chiếc đồng hồ. Hỗ trợ anh em lên đời, xuống đời, quay đầu, nhập lại. Nói chung là mọi chính sách tốt nhất để anh em thì an tâm chơi cũng như là trải nghiệm những dòng máy đồng hồ xa mà bên mình phân phối. Với chiếc đồng hồ Longines thì mình sẽ có được một em với thân vỏ được làm bằng vàng hồng nguyên khối 18K. Đây là một trong những dòng máy rất là cao cấp đến từ thương hiệu này. Tên gọi đầy đủ của chiếc đồng hồ thì sẽ là Longines Master Collection 38.5 mm, mã máy L2.628.8.77.3. Và với mã máy này thì anh em sẽ có được một chiếc đồng hồ size 38.5 mm. Thông thường thì với phiên bản này thì anh em sẽ chỉ thấy được size 36 là chủ yếu ở trên thị trường mà thôi. Còn size 38.5 thì cực kỳ là hiếm anh em nhé. Ở đây thì mình sẽ có được thiết kế 3 kim một lịch với phần ô lịch được đặt ở góc 3 giờ. 3 kim giờ phút giây thì sẽ được thiết kế theo phong cách kim lá liễu để tạo ra được sự sang trọng cũng như là tinh tế. Cọc số thì sẽ được đính kim cương. Ở đây thì mình sẽ có được góc 6 giờ thì sẽ không đính viên kim cương nào do nó được đặt ô lịch ở đây. Còn góc 12 giờ thì mình sẽ được đính hai viên kim cương. Ở trên dial thì mình sẽ có được dòng chữ long cùng với cả biểu tượng đồng hồ cát đối canh thời gian. Tiếp theo nữa thì sẽ là dòng chữ automatic, dưới cùng là dòng chữ squid Còn vòng atrium mày cùng thì mình sẽ có được các cọc vạch cùng với cả những chữ số học trò chia dùng vào để chỉ phút. Mặt kính làm nên chiếc đồng hồ này thì sẽ là mặt kính sa phiên quân khối chống xước và nó sẽ được phủ thêm cả chống lóa nữa anh em nhé. Còn ở phía đằng sau đáy thì sẽ là một thiết kế đáy hở. Em này của mình sẽ sử dụng bộ máy L69.2 Thế đây là một bộ máy sẽ cung cấp cho người chơi, người đeo 42 giờ chữ cót 28.800 tần số động cùng với cả 21 chân kính Bộ máy rất là lâu đời cũng như là đã có cái sự ổn định chính xác rất là cao đến từ thương hiệu Long Jean. Ở đây thì mình sẽ có được dòng chữ là gì Long Jean Master Collection Tiếp theo nữa thì sẽ là phần series Tiếp theo nữa thì sẽ là dòng chữ Long Jean, cùng với cả khả năng chống chịu nước bên này thì sẽ là những chuyện chứng nhận vàng đúc tiếp theo nữa ở đây thì mình sẽ còn có thêm một bộ dây da và cuối cùng thì sẽ là một thiết kế khóa bấm chống cặp dây một số anh em có thể thắc mắc với mình là tại sao cái bộ khóa này không được làm bằng vàng đúc mà lại được làm bằng thép không gì thì mình cũng trả lời luôn với anh em là với những chiếc đồng hồ long xin vàng đúc thì tất cả các bộ khóa của nó đều được làm bằng thép không gì và được mạ đề mi vàng anh em nhé bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử này size 38.5 mm thì cực kỳ dễ đeo dễ trên tay rồi anh em tay nhỏ, tay to, tay vừa đều đều rất là hợp lý. Với chu vi của tay chỉ cần khoảng trên 14 cm một chút là anh em đã có thể đeo chiếc đồng hồ này rồi. 38.5 mm của dòng máy Longsin Master nó khác so với cả 38.5 mm của Omega Seamaster anh em nhé. Bởi vì những dòng máy Omega Seamaster Aquaterra thì sẽ có thân vỏ rất là dày cùng với cả cái phần lắc tu lắc và phần càng thiết kế trồi ra còn của dòng máy long jean thì thân vỏ mỏng hơn rất là nhiều cùng với cái phần lắc tu lắc này nó sẽ thon gọn hơn rất là nhiều giúp cho anh em tay nhỏ anh em đeo cũng cực kỳ thoải mái với chiếc hồ này nếu như anh em lấy new tại hãng anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá rất là cao lên đến gần 200 triệu còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt với mức giá tốt hơn rất là nhiều chỉ loanh quanh là 98 triệu mà thôi anh em nhá thế em nào mà quan tâm về chiếc hồ này anh em có thể nhắn tin gọi điện cho chuyện đến mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn đến mình qua zalo, qua facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. Cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào, quý anh chị em.